Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, trong kinh Tăng Chi Bộ chương 8 pháp phần các trai giới được Phật dạy, dấu làm vua 16 nước, phúc báu không còn một ngày đi tu tập bắt con trai giới, thọ giới đúng pháp, trì giới thanh tịnh. Vừa rồi quý Phật tử đã được Chư Tôn Đức Tăng từ bi truyền trao bắt con trai giới và phát nguyện thọ thiện giới để tu hành một ngày một đêm trang nghiêm thanh tịnh. Và trong ngày tu các con trai hôm nay, được sự chỉ dạy trên sư phụ, Chư Tôn Đức Tăng sẽ quang long các lễ tụng kinh, giúp cho hàng Phật tử tại gia thông qua những lời kinh Phật có thể học hỏi, tư duy về lời Phật dạy, rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày, giúp cho bản thân và mọi người đều được an lạc hạnh phúc. Giờ này xin kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng đón Chư Tôn Đức Tăng quang long các lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng từ bi quang long tác lễ tụng kinh nhân ngày tu bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm một danh Phật để cung đón quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới định tuệ ba môn giải thoát, tòa hương thơm bát ngát đại thiên, mang chánh pháp mọi miền chúng hưởng. Đệ tử con tâm thượng Như Lai, dưới Phật đài thành tâm kinh lễ, thỉnh mười phương tam thế chứng minh, chúng con phát nguyện tu hành, dưỡng nghi trí tầm cầu giải thoát, tâm giác ngộ tòa hương ngào ngạt, dâng cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Đệ tử chúng con hôm nay vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ cùng sự cắt cử của đại tăng, tổ chức cho các Phật tử tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm. Nay đến thời khóa tụng kinh cầu an cho các Phật tử cùng toàn thể gia đình. Chư tăng chúng con theo sự thỉnh cầu của các Phật tử vân tập về trước chánh điện, ba nghiệp lắng trong khải thỉnh mười phương tam bảo thủy tử quang giang chứng minh gia hộ, cho chúng con được tụng lời Phật dạy hiểu nghĩa thực hành. Chúng con cũng cầu thỉnh chư vị chư thiên thiện thần hộ pháp đồng lai lâm đàn tràng, bảo hộ cho khoa lễ tụng kinh của chúng con được chu viên hoàn mãn. Nam mô thường gia hộ Bồ Tát, Nam mô vân lai tập Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp
vương vô thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng ơi, thầy dạy khắp trời người ơi, cha lành chúng bốn loài ơi, quy y tròn một niệm ơi, dân sạch nghiệp ba kỳ ơi, dương dương cùng tàn than ơi, ứng kiếp không cùng tầm. Phật chúng sinh tinh thường rộng lạc ơi, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn ơi, lưỡi đế châu vi đạo tràm ơi, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời ơi, chưa bảo tòa thân con ảnh hiền ơi, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chi tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Tần Thư Không Biến Pháp Giới Quá Hiền Vì Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Chú Tam Bảo. Nam Mô Như Lai Ương Cung Chánh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Dài Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ, chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Tỳ Bà Thi ơi. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Thi Khí Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Thi Khí Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Câu Liêu Tôn Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô Câu Liêu Tôn Phật. Chỉ tâm đảnh lễ ơi, Nam Mô
Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Dược Sư Liêu Lê Quang Vương Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Dược Sư Liêu Lê Quang Vương Phật. Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thỉnh Chư Tăng và đại chúng cùng quỳ tụng sám thập ác. Đệ tử chúng con một lòng thành ơi xin giải bày tội lỗi xưa nay ơi xem con tạo ác đã dày ơi vì ngu tham giận mà gây thói tà ơi thân miệng ý sinh ra mọi tội ơi suy cho cùng đều bởi sau căn nơi bạn chiều ơi
dưng thường đặt lên điều ơi ăn không nói có dễ theo hại người ơi hết nguyện diễn hại chẳng thương muôn loài ơi nói nguyện hóa đi mà ngày say đắm ơi làm bao điều rồi loạn nhân chẳng khác bèo trôi sóng vô ơi chiều đắm chìm biển khổ sông mê ơi bấy lâu chưa biết đường về ơi cam lòng theo nghiệp mà dẫn đi đủ đường ơi chứ Phật rộng lòng thương con dài ơi muốn cứu con thoát khỏi luân hồi ơi gắng công cầu tính mình cũng không hề tiếng ơi nguyện đời đời đổ hết chúng sinh ơi con nay giống một lòng thành ơi cuối xin giải tỏ tội tình của con ơi bằng tơ tóc chẳng còn dám dấu ơi sám hối cầu tam bảo chứng minh ơi chứng cầu sạch tội của mình ơi sau xin cho cả chúng sinh mọi loài ơi bao tội lỗi đồng thời giải thoát ơi rộng lòng thành xin Phật rộng thương ơi từ nay chẳng dám tưởng mạng ơi gây lên tội ác để mang sau này ơi việc phúc thiện đêm mà ngày xin chứng không lùi ơi được rồi xin độ muôn loài ơi đều cùng
cho con được như lời ấy. Sa ma hôi phát nguyện đã rồi ơi, con xin lễ Phật cùng mười phương tăng. Thỉnh chư tăng và đại chúng khởi thân đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Thỉnh chư tăng và đại chúng an tọa tụng kinh. Thỉnh chư tăng và đại chúng giờ kinh Bát Quan Trai Giới, bài kinh Phật khen sự thọ trì Bát Quan Trai của Mạc Lợi Phu Nhân, trang số 10. Phật khen sự thọ trì Bát Quan Trai của Mạc Lợi Phu Nhân. Thuở xưa Đức Phật mới đăng đạo giáo hóa tại thành La Duyên Kỳ, rồi chuyển đến nước xa về vua nước xa về và quần thần vô cùng tôn kính Đức Phật. Lúc đó có một vị đại thương gia tên là Ba Lợi cùng 500 thương khánh ra biển tìm châu báu giữa biển. Đoàn thương buôn gặp vị hải thần, trong tay ông có một vốc nước ngọt. Ông ta đưa vốc nước ra trước mặt Ba Lợi rồi hỏi: nước biển nhiều hay nước trong vốc tay ta nhiều? Ba Lợi đáp: vốc nước này nhiều. Vì sao? Nước biển tuy nhiều mà vô ích, lúc cần không thể cứu cho người đói khát. Vốc nước này tuy ít mà gặp kẻ khát đem cho họ có thể cứu được mạng sống. Nhờ đó đời đời hưởng phương không thể tính đến. Hải thần nghe xong hoan hỷ khen lành thay, rồi cởi sâu chuối hương anh làm bằng thất bảo trên thân biếu cho Ba Lợi. Hộ tống thuyền trở về nước xa về bình yên vô sự về nước. Ba Lợi mang sâu chuối hương anh dâng lên vua Ba Tư Nặc kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Rồi thưa: sâu chuối hương anh này không phải là món đồ trang sức của người bình thường, nên nay tôi đem dâng lên vua, xin ngài hãy nhận cho vua nhận được chuối ngọc dẫn lấy làm kỳ lạ. Liền cho gọi các phu nhân ra trình diện, vì nào đẹp nhất sẽ cho sâu chuối hương anh này. Tất cả các phu nhân đều trang điểm thần lộng lấy cùng hướng ra, nhưng lại thiếu Mạc Lợi Phu Nhân. Vua hỏi Mạc Lợi Phu Nhân sao vắng mặt, quần thần đáp rằng: tâu bệ hạ, hôm nay là ngày rằm Mạc Lợi Phu Nhân thọ trì Bát Quan Trai Giới không trang điểm nên phu nhân không ra. Vua liền nổi giận sai người đến nói với phu nhân rằng: trai giới mà ra
sơ song đứng giữa mọi người sáng đẹp và phong cách lại sáng rỡ như mặt trời mặt trăng gấm bồi lũng bình thường. Vua giận mình kinh lễ hỏi khanh nhờ công đức gì mà thân sáng rạng rỡ đặc biệt như thế. Phu nhân thưa thiếp tự nghĩ mình thiếu phước nên phải chịu mang thân người nữ. Những tâm lý sâu xa nhỏ nhen chân chưa như núi mà người ngắn ngồi sợ đọa vào tam đồ. Nên hàng tháng thiếp xin phụng trì trai giới căn ái học đạo để đời đời hưởng phước. Vua nghe xong dẫn hoan hỷ liền ban cho phu nhân sâu chuối hương anh. Phu nhân từ tạ thiếp nay chỉ bán quan trai giới nên không thích hợp đeo đồ trang sức. Thiếp tạ ơn bệ hạ và xin bệ hạ ban cho vị khám vua nói ta vốn có ý tặng chuối ngọc này cho người đẹp nhất. Nay khanh đẹp nhất lại biết chỉ trai phụng đạo ý chí cao thượng nên ta tặng cho khanh. Nếu khanh không chịu nhận ta sẽ cất đi. Phu nhân đáp xin vua đừng buồn, hãy cùng thiêm đến chỗ Phật dâng chuối ngọc này lên cung dường để nhận được lời giao huấn của Phật. Thánh sẽ hưởng phước lạc muôn đời. Vua đồng ý liền cho thắng xa ra đến chỗ Phật định lễ rồi ngồi qua một bên thưa với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, đây là chuối ngọc hương anh của hai thần tặng cho ba lời ông ấy đem lên cho con sáu muôn. Phu nhân không ai không thính nhưng mặc lời phu nhân thường tặng lại không nhận do vì chỉ bán quan trai giới tâm không tham dục. Nay chúng con thành tâm dâng lên Đức Thế Tôn xin ngài hãy thủy từ nam thọ bạch Đức Thế Tôn đệ tử Phật kiên tâm gìn giữ trai giới tín tâm kiên cố như vậy có phương đức chăng. Lúc đó Đức Thế Tôn vì lòng thành của vua và phu nhân nên nhận chuối ngọc rồi nói kể khai thì làm ra nhiều hoa bao kết thành tràng đẹp tươi tinh chứa nhiều hương đức mỗi đời hạnh phúc hơn hoa thơm hay có là không ngừng gió sông hương người đức hạnh gần đào hương tỏa khắp muôn phương gỗ chiên đàn thơm ngát hoa sen xanh ngạt ngào. Tuy rằng hương thơm thật sao xanh đường giới hương hương hoa chẳng bao nhiêu giá trị không thật nhiều. Hương chỉ giới thù diệu đến cõi trời cao siêu giới thành tiêu đầy đủ hành giữ chẳng buông lung ý an định giải thoát lìa xa hẳn đường ma. Đức Phật nói kể xong lại bảo vua công đức phương báu của trai giới thần đang ca ngợi rộng rãi dầu cho đem chân bảo số nhiều khắp mười sau nước lớn trong thiên hạ gia bố thí công đức này so với công đức mang lại phu nhân một ngày một đêm chỉ bán quan trai giới trong Phật
pháp không bằng trong muôn một như hạt đậu xanh với núi Tu Di chỉ trái tinh phượng tu tuệ có thể đến niết bàn. Vua cùng phu nhân và quần thần nghe xong ai ai cũng hoan hỷ y giáo phụng hành. Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là dòng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệm chướng, năm là tùy công đức, sáu là thỉnh Phật truyền pháp, bảy là thỉnh Phật chủ thế, tám là thường theo hồng Phật, chín là hằng thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đê Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Từ ủng hộ. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Tăng Ni Phật từ Chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập ngày hôm nay hồi hướng cầu bình an cho các Phật tử cùng gia đình. Nguyện cho các Phật tử cùng gia đình được nương nhờ công đức này mà tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, tai ách tật bệnh được thuyên giảm, oan khiên oan kết được hóa giải, hiền tiền thọ mạng được bình an, thiền căn khai phát, tin sâu nhân quả, tinh tấn tu hành sớm được giác ngộ, an vui giải thoát. Hồi hướng cho các hương linh gia tiên tiền tổ của gia đình các Phật tử cùng các chúng hương linh có duyên trong pháp hội ngày hôm nay, được nương nhờ công đức này mà thần thức khinh an, xa bỏ lầm mê, xa rời châm trước, tin sâu Tam Bảo được sinh về cõi lành, gặp Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Lại nguyện hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện thần hộ pháp, bảo hộ cho chùa, bảo hộ cho pháp hội ngày hôm nay, nương nhờ công đức lành này mà được thêm mai thêm lực, bảo hộ chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Phổ nguyện nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, chi đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng lợi lạc. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chán dài mười phương khắp tất cả, hên thầy chúng
con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý y Phật nơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thường. Từ quý y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quý y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên chư tôn đức tăng, giờ này thời khóa tụng kinh đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân ân đức của chư tôn đức tăng. Chúng con xin cung tiễn quý ngài hồi quy. Xin mời quý Phật tử cùng toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vào lúc 14 giờ 15 phút hôm nay sẽ diễn ra thời khóa tọa thiền. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, website chuabavang.com. Kính mời quý vị cùng hướng tâm theo dõi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.